Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Pret như Chảnh. Và mình là Chảnh. Hôm nay là ngày 13 trong lộ trình 15 ngày mình thực hiện theo lối sống xanh. Và video ngày hôm nay sẽ đặc biệt hơn là bởi vì mình sẽ tổng kết 4 ngày, ngày thứ 10, 11, 12 và 13 trong lộ trình thực hiện theo phương pháp của lối sống xanh. Để thành thực thì trong 3 ngày, ngày thứ 10, 11, 12 mình ở tại Hà Tĩnh thì mình đã ăn thô nhiều nhất có thể. Nhưng để cho bản thân mình cũng như là mọi người khi mà mình đến thăm nhà, cũng như là để cân bằng mọi người xung quanh nữa, thì mình đã ăn những món ăn ở tại địa phương, nhưng mà hạn chế nhất những cái món ăn mà chiên rán hoặc là từ thịt động vật. Vậy nên 3 ngày mà mình ở tại Hà Tĩnh thì những cái hoạt động thải độc của mình ấy, thì đa phần là tắm nắng và tắm biển, bơi lội. Đấy, mình dành hết thời gian ở ngoài biển và ăn trái cây. Còn khi mà về đến nhà bạn thì ba mẹ của những người bạn của mình ở tại Hà Tĩnh thì rất là thân thiện, và họ muốn đãi chúng mình những món ăn đặc sản ở Hà Tĩnh như là ram cuốn bánh mướt. Và mình cũng đã tham gia và mình đã thưởng thức trọn vẹn những món ăn ở nơi đó một cách rất là ngon lành. Như mình nghĩ thì khi mà trong cuộc sống của mình, để cân bằng với mọi thứ và cân bằng với những người xung quanh nữa, thì mình không nên quá khác biệt. Và nhất là những cái món ăn được nấu bằng tình cảm của những cái người mà muốn quan tâm và dành sự quan tâm tới cho mình, thì mình cũng nên trân trọng và cũng nên thử những món ăn. Nhưng mà mình cũng phải có những nguyên tắc của mình, đó chính là mình không muốn ăn những món mà có từ thịt động vật chẳng hạn, thì mình cũng sẽ nói với họ và họ cũng sẽ cân đối và nấu những món ăn khác để phù hợp với khẩu vị mình. Thì đó là những cái hài hòa và những cái điều làm cho cả đôi bên cùng vui. Vậy nên là mình tổng kết lại thì trong 3 ngày 10, 11, 12 mình không ăn thô 100% và thải độc thì có tắm nắng, tiếp đất, tắm biển và bơi lội, không có thụt tháo đại tràng. Đó, thì nó sẽ là nhanh như vậy thôi. Còn tiếp đến thì ngày thứ 13, hiện tại mình đang ở đâu? Mình đã trở về căn phòng ở trên Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tới bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Mình nhịn ăn, nhịn uống, tức là mình đã nhịn khô. Mình thực hiện thực hành phương pháp nhịn khô để thải độc. Và sau đấy thì một lát nữa mình sẽ thụt tháo đại tràng. Có thể là mình sẽ thu tháo 10 lít, mình đã chuẩn bị nước ở kia rồi. Đó. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ nhịn khô và thụt tháo đại tràng. Và vậy thôi, đó chính là tổng kết cho 4 ngày mà mình đã thực hiện theo lối sống xanh. Mình chỉ muốn gửi tới thông điệp với mọi người là khi mà mình thực hiện một lối sống ấy, thì chắc chắn ai cũng sẽ muốn là thực hiện tốt nhất và hoàn hảo nhất. Nhưng những cái điều đấy, nếu như chúng ta cứ gò ép bản thân ấy, và cứ cứng nhắc theo một cái phương pháp mà không để ý tới xung quanh và cân bằng tới các mối quan hệ, thì chắc chắn chính bản thân các bạn cũng sẽ cảm thấy áp lực và cái hành trình của nó sẽ rất là khó khăn. Vậy cho nên để tốt nhất và theo được cái lối sống lâu dài nhất, thì chúng ta hãy có những cái lựa chọn cân bằng cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh nữa. Vậy nên là những cái gì diễn ra trong cuộc sống của mình thì mình đều muốn truyền tải tới một cách chân thực nhất, và để mọi người thấy rằng ok, những cái điều mà mình làm dù nó không phải 100% nhưng mà nó được 70-80% cũng là rất tốt rồi. Và sau những cái ngày mà mình buông thả một chút, thì những ngày sau như ngày hôm nay với mình, thì mình sẽ thải độc một cách mạnh mẽ hơn và mình triệt để hơn. Đó, không có gì là sai cả, không có đúng có sai, mà chỉ có bản thân của chúng ta làm gì mà khiến bản thân mình thoải mái và khỏe mạnh, và quan trọng nhất là không dừng lại, đấy mới là điều quan trọng, chứ không phải là cứ vài tháng 100% tất cả mọi thứ làm hoàn hảo nhưng mà sau đấy thì áp lực và bỏ cuộc và lại sống như cái cách cũ mà mọi người vẫn từng sống. Thì đó không phải là vấn đề là chúng ta hãy sống
đó, hãy hình thành nó là một phong cách sống và để cho chính bản thân mình hạnh phúc với cái lựa chọn đó, và những người xung quanh nữa cũng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở cạnh mình. Ok, và chỉ vậy thôi. Tổng kết ngày thứ 10, 11, 12, 13 đơn giản như vậy. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình trong hành trình này, và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình, like và subscribe nếu như mọi người thấy những điều mình chia sẻ có ích cho mọi người. Ok, cảm ơn, và mình là Tranh, chúc các bạn bình an. Bye bye.